Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Nga cảnh báo nóng kế hoạch khủng khiếp của Mỹ đối với Ukraine. Nga dồn dập tiến công kiểm soát Bokhmut. Ukraine mất vùng lãnh thổ quan trọng. Mỹ chính thức lên tiếng sau khi Nga bắn hạ chiến đấu cơ F-16 đầu tiên ở Ukraine. NATO chính thức xé rào cho phép Ukraine dùng F-16 tấn công lãnh thổ Nga. Thưa quý vị, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Washington đã chuẩn bị dỡ bỏ lệnh cấm các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga của Ukraine bằng các vũ khí do Mỹ cung cấp. Trong bài phát biểu vào ngày 30 tháng 8, bà Zakharova nói rằng từ những tuyên bố gần đây từ Washington có thể rút ra những kết luận cực kỳ nghiêm trọng. Ukraine đã được cấp một giấy phép khống cho các hoạt động ở các vùng của Nga. Hơn nữa, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rõ ràng đang chuẩn bị đưa ra những nhượng bộ mới cho ông Zelensky và cho phép ông ta tự do sử dụng hầu như bất kỳ loại vũ khí nào của Mỹ, bao gồm cả để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Thông qua sự hỗ trợ liên tục của mình đối với Kiev, Washington thực sự đã trở thành một bên trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định. Chính sách của Mỹ đối với việc gia tăng ngày càng trở nên thái quá. Có vẻ như các tầng lớp tinh hoa của Mỹ đã vứt bỏ những tàn dư cuối cùng của lý trí và tin rằng họ có thể làm bất cứ điều gì. Vào tuần trước, Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Singh cho biết chính sách của Mỹ cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm phòng thủ khỏi các cuộc tấn công của Nga từ khu vực biên giới, bao gồm cả khu vực Kerch, nơi lực lượng Kiev đã thực hiện một cuộc xâm nhập kể từ đầu tháng 8. Đầu tuần qua, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho các phóng viên biết rằng Washington nhận thức được mong muốn của nhà lãnh đạo Ukraine về việc được phép sử dụng các vũ khí của Mỹ như tên lửa ATACMS có tầm bắn lên đến 300 km để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Ông John Kirby nói, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với các quan chức Ukraine về vấn đề này, nhưng chúng tôi sẽ giữ cho chúng ở mức riêng tư. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã so sánh Mỹ và các đồng minh của họ với những đứa trẻ đùa với lửa vì sự tiếp tục suy đoán về việc bật đèn xanh cho các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga. Ông Sergei Lavrov nói, đó là một việc rất nguy hiểm đối với những người trưởng thành, những người được giao vũ khí hạt nhân ở một quốc gia phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo trước đó rằng Moscow có thể có một phản ứng không đối xứng đối với việc Mỹ cung cấp hệ thống tầm xa cho Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí tiên tiến cho các nhóm hoặc quốc gia thù địch với Washington, chẳng hạn như Triều Tiên. Tình hình ở hướng Pokrovsk vẫn cực kỳ khó khăn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Phó Vekov Rada Olesy Goncharenko cho biết, mọi người xung quanh chỉ nói một điều, chúng ta phải có kế hoạch nào đó chứ. Có cảm giác là chẳng có kế hoạch nào cả. Ông Olesy Goncharenko cũng kêu gọi người dân thường ở Pokrovsk ngay lập tức rời khỏi thành phố. Trong khi đó, người đồng sáng lập và nhà phân tích của nguồn tài nguyên phân tích quân sự Ukraine Deep State Roman Pogorely đã tin rằng Ukraine thực sự sẽ mất Donbass sau khi Pokrovsk thất thủ. Quân đội Nga đã tiến triển đáng kể và kiểm soát được cao điểm quan trọng cuối cùng trước Pokrovsk. Novobrodovka đã bị chiếm trong 3 hoặc 4 ngày. Lực lượng vũ trang Nga đã tiếp cận Selidovo. Minograd, Selidovo, Pokrovsk đóng vai trò quan trọng trong hậu cần. Pogorely đã lưu ý, trong đó quân đội Nga sẽ tiếp cận biên giới với khu vực Dnipropetrovsk. Romani Pogorely nói rằng, trên thực tế Donbass sẽ rơi vào tay của họ sau khi họ chiếm được Pokrovsk và Minograd. Đổi lại, nhà phân tích quân sự và nhà báo Evgeny Norin đã lưu ý rằng các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine bảo vệ Pokrovsk và vùng ngoại ô nhận thấy ở trong tình thế mắc kẹt. Ở phía tây của Dnieper, quân đội Ukraine hầu như không còn lực lượng nào để có thể ngăn chặn hiệu quả cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Chỉ huy lữ đoàn cơ giới độc lập số 110 của quân đội Ukraine, chỉ được gọi là Alexander, nói với tờ báo The Economist rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Pokrovsk bị nghiền nát như Mariupol, Avdiivka, Bakhmut. Ông không thể nói lực lượng vũ trang Ukraine có thể bảo vệ thành phố này trong bao lâu khi triển khai lực lượng sẵn sàng chiến đấu nhất của Ukraine đến khu vực Kerch của Nga. Quan chức Anh cho biết Ukraine có quyền quyết định cách sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow mà Anh cung cấp cho nước này. Bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, tân Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết
Ukraine có quyền quyết định sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow mà Anh viện trợ với điều kiện sử dụng phù hợp với luật nhân đạo quốc tế. Ông Starmer nói, Storm Shadow phải được sử dụng cho mục đích phòng thủ, nhưng việc triển khai chúng như thế nào cho mục đích phòng thủ là do Ukraine quyết định. Theo các nhà quan sát quân sự, tuyên bố của Anh ngầm cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công lãnh thổ Nga. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không do Pháp và Anh phát triển. Tên lửa được thiết kế để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng có giá trị cao, bao gồm căn cứ không quân, hệ thống radar, trung tâm liên lạc và các tài sản chiến lược khác. Mặc dù vậy, vẫn chưa xác định được chính xác số lượng tên lửa Storm Shadow được chuyển tới Ukraine, nhưng việc sử dụng chúng đã gây ra mối lo ngại nghiêm trọng. Hiện tại, quân đội Ukraine sử dụng máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 đã được cải tiến để phóng các tên lửa này. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có chiều dài khoảng 5,1m, dài cánh khoảng 3m với tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h. Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Sau khi được phóng, Storm Shadow sử dụng các hệ thống điều hướng bao gồm GPS và tham chiếu địa hình để đi theo đường bay được lập trình sẵn về phía mục tiêu. Tên lửa sử dụng cách tiếp cận tàng hình ở tầm thấp để tránh bị radar phát hiện, bay sát mặt đất để giảm thiểu khả năng hiển thị trên radar của đối phương. Theo vị tướng hàng đầu của không quân Mỹ tại châu Âu, cuộc chiến ở Ukraine và sự phát triển nhanh chóng của máy bay không người lái đã làm thay đổi ưu thế trên không. Tướng James Hacker, tư lệnh lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu cho biết trong một bài báo đăng trên tạp chí Ether rằng NATO phải rút ra bài học từ sự kiện này nếu muốn duy trì sự ưu thế trên không của mình. Ông Hacker nói, cuộc xung đột ở Ukraine khẳng định lại rằng ưu thế trên không vẫn là nhiệm vụ số 1, không chỉ vì nó cho phép lực lượng tiến hành các hoạt động không quân thành công, mà còn vì ngăn chặn tình trạng bế tắc trên không như đã thấy ở Ukraine. Cho đến nay, trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi, cả Nga và Ukraine đều chưa đạt được ưu thế trên không đáng kể hoặc bền vững. Một bên được coi là chiếm ưu thế trên không khi có thể thực hiện các hoạt động để đạt được các mục tiêu mà không gặp phải sự kháng cự quá mức từ phía đối phương. Nga đã cố gắng thiết lập quyền kiểm soát trên không đối với Ukraine và dường như đã làm như vậy trong giây lát đối với một phần giới hạn của bầu trời xung quanh Avdiivka ở Ukraine vào tháng 2. Nhưng Ukraine đã bảo vệ bầu trời của mình bằng cách sử dụng hệ thống phòng thủ trên không, trên bộ, máy bay hiện đại, tác chiến điện tử và máy bay không người lái, phủ nhận quyền kiểm soát trên không của Nga trên vùng trời nước này. Theo Hacker, Liên minh NATO cần rút ra nhiều bài học từ xung đột đang diễn ra ở Ukraine để tránh cái giá khủng khiếp của sự bế tắc trên không. Ông cho biết điều này bao gồm răn đe bằng cách phủ nhận một chiến lược nhằm khiến cho đối phương phải nghi ngờ khả năng đạt được mục tiêu của họ. Ông cho biết điều này có thể đạt được bằng cách chứng minh NATO có đủ lực lượng đào tạo, trình độ và trang thiết bị để có thể từ chối mục tiêu của đối phương. Hacker cũng cho biết các thành viên NATO không thể chỉ dựa vào vũ khí tiên tiến vì sự xuất hiện của các mối đe dọa chi phí thấp như máy bay không người lái khiến việc sử dụng chúng trở nên không bền vững. Ukraine thường xuyên sử dụng máy bay không người lái giá rẻ, có giá chỉ vài trăm đô la để tiêu diệt các mục tiêu quân sự có giá trị cao của Nga như trực thăng và xe tăng, đôi khi có giá trị lên tới hàng triệu đô la. Ông Hacker cho biết một bài học khác đến từ cuộc xung đột ở Ukraine là bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các lực lượng chiến đấu lớn mà không được giải quyết ngay từ giai đoạn đầu sẽ trở thành một cuộc xung đột công nghiệp tiêu hao. Mặc dù đã gửi tới 200.000 quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Nga đã không thể tiếp quản Ukraine trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở khu vực Donbass phía đông 2 năm rưỡi sau đó. Tướng Hacker cho biết để giành chiến thắng trong một cuộc xung đột như vậy cần đòi hỏi sức mạnh và khả năng phục hồi kinh tế, khả năng thích ứng, đổi mới, ý chí chính trị và sự gắn kết xã hội. Đồng thời ông nói thêm, các đồng minh NATO có sức mạnh hữu hình trong những lĩnh vực đó. Trong trường hợp NATO xâm lược, họ sẽ nhanh chóng vượt qua những trở ngại như quy trình mua sắm chậm chạp và rào cản pháp lý đối với khả năng tương tác và chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, Ukraine đã phải chịu sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí từ phương Tây và gặp khó khăn trong việc chống lại các cuộc tấn công của Nga ở nhiều giai đoạn của cuộc xung đột. Tướng Hacker nói, chúng ta phải giải quyết những vấn đề đó một cách mạnh mẽ ngay bây giờ để tạo ra năng lực phòng thủ cần thiết cho mục đích ngăn chặn và bảo vệ tương lai. Hàng chục chuyên gia về cuộc xung đột trên không, bao gồm các cựu phi công chiến đấu và các chỉ huy, sĩ quan quân đội phương Tây hiện tại và trước đây, đã trao đổi với BI vào tháng trước.
Họ cho biết cuộc xung đột Ukraine đã nhấn mạnh một số yếu tố chiến đấu trên không hiện đại đang thay đổi triệt để. Họ nói thêm rằng NATO cần phải phòng không mạnh hơn, các biện pháp đối phó máy bay không người lái sáng tạo và các khái niệm căn cứ mới để đối đầu với Nga. Nếu không có những điều này, liên minh có thể sẽ phải đối mặt với cuộc xung đột đẫm máu hơn nếu Nga tấn công vào một thành viên NATO. Tạp chí Newsweek của Mỹ cho biết, Ba Lan đã triển khai máy bay để bảo vệ không phận sau khi Nga phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Lực lượng vũ trang của Ba Lan, một thành viên của NATO và là đồng minh thân cận của Ukraine, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, tuyên bố rằng họ đã có các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mối đe dọa từ tên lửa của Nga khi những tiếng nổ vang lên ở Kiev và khắp Ukraine vào ngày 26 tháng 8. Quân đội Ba Lan đã ra tuyên bố cảnh báo người dân về mức độ tiếng ồn tăng cao ở phía đông nam đất nước vào ngày 26 tháng 8 do các hoạt động của máy bay Ba Lan và đồng minh trên không phận của chúng tôi. Tuyên bố cho biết loạt tấn công mới nhất của Nga là lớn nhất kể từ khi các cuộc không kích nhằm vào miền Tây Ukraine vào ngày 8 tháng 7. Tuyên bố cho biết thêm, tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai và Bộ Tư lệnh tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan đang liên tục theo dõi tình hình. Tờ Kiev Independent đưa tin, tiếng nổ vang lên tại thủ đô Ukraine vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng sau khi Nga phóng tên lửa đạn đạo khi dầu từ máy bay MiG-31. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết thủ đô đã bị mất điện và ở một số khu vực khác của thành phố xảy ra tình trạng bị cắt nước. Một phát ngôn viên của nhóm nhân đạo Rescue Now nói với Newsweek rằng người dân ở Kiev phải chạy đến các ga tàu điện ngầm để trú ẩn và các dịch vụ giao thông công cộng đã bị dừng lại. Người phát ngôn cho biết các dịch vụ cứu hộ đã phải vật lộn để tiếp cận các địa điểm bị phá hủy và hoạt động của các cửa hàng và các cơ sở khác bị hạn chế. Khi có một cuộc tấn công kết hợp của tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác, thật không may mọi người không có đủ thời gian để đến nơi trú ẩn vì mỗi phút đều có giá trị. Tài khoản mạng xã hội X có tên Where is Translated đã đăng video về những gì được cho là hậu quả của một cuộc tấn công vào hồ chứa nước của Kiev. Trong khi những người dùng mạng xã hội khác chia sẻ cảnh quay khói bốc lên từ các địa điểm ở Kiev được cho là đã bị tấn công, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất nước này là Ditech cho biết đã xảy ra tình trạng mất điện khẩn cấp trên khắp Ukraine. Không quân Ukraine ban đầu báo cáo rằng 11 máy bay ném bom Tupolev 95 của Nga đã được triển khai, cũng như nhiều máy bay không người lái Kamikaze. Điều này xảy ra khi sân bay Engel, nơi có các máy bay Tu-95 ở khu vực Saratov của Nga, được cho là đã bị máy bay không người lái Ukraine nhắm mục tiêu vào ngày 26 tháng 8. Tư lệnh không quân Ukraine Nikolai Oleschuk mới đây tuyên bố, Nga vừa giáng đòn không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Nikolai Oleschuk thông báo trên kênh Telegram rằng các lực lượng vũ trang Nga đã giáng một đòn nặng nề vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine, đặc biệt là vào lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của nhà nước. Ông Oleschuk cho biết, vào đêm ngày 26 tháng 8, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp lớn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine, đặc biệt là vào lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của nhà nước, sử dụng tên lửa của nhiều loại hình trên không, trên mặt đất và trên biển. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, lực lượng vũ trang đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí trên không và trên biển tầm xa có độ chính xác cao, hàng không chiến thuật của lực lượng hàng không vũ trụ Nga và tấn công các máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Bộ này nhấn mạnh rằng tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị bắn trúng. Truyền thông địa phương đưa tin về những vụ nổ ở hàng loạt khu vực nội và ngoại thành Kiev, Kharkov, Sumy, Poltava, Vinnytsia, Volyn, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Lvov, Khmelnytsky, Zhytomyr, các vùng Rovnensky và Odessa cũng như bộ phận Zaporizhia hiện do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Ở một số khu vực, cùng lúc nhiều chủ thể trong khu định cư bị tấn công đồng loạt. Theo tờ Pravda, tổng cộng có 15 tỉnh của Ukraine bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Nga vào ngày 26 tháng 8. Mới đây, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh đã lên tiếng sau khi một chiếc F-16 của quân đội Ukraine bị phá hủy trong lúc đang đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của các lực lượng Liên bang Nga. Trả lời câu hỏi của phóng viên vào ngày 29 tháng 8 về việc không quân Ukraine mất một chiếc chiến đấu cơ F-16, người phát ngôn Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ không biết Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ sau khi một chiếc F-16 bị rơi khi đang đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga vào ngày 26 tháng 8. Tại buổi họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc không tiết lộ có bao nhiêu chiếc máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất hiện đang ở Ukraine, nhưng bà cho biết Mỹ đã đào tạo một số phi công Ukraine lái máy bay phản lực và họ đang bảo vệ bầu trời và đất nước của họ. Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn tiết lộ của một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết
Vụ tai nạn của chiếc F-16 nêu trên dường như không phải do hỏa lực của Liên bang Nga và người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra sự cố là do lỗi của phi công hay lỗi cơ học. Trước đó cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng chiếc F-16 đã bị rơi khi đang tiếp cận mục tiêu của Liên bang Nga, khiến phi công tử nạn. Mặc dù vậy, các máy bay chiến đấu F-16 đã thể hiện hiệu quả cao, bắn hạ 4 tên lửa hành trình của Liên bang Nga. Ukraine cũng lưu ý rằng các lực lượng của Liên bang Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái vào ngày 26 tháng 8, chủ yếu nhắm vào lĩnh vực năng lượng. Vào ngày 4 tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky tuyên bố những chiếc F-16 mà nước này nhận được bắt đầu hoạt động ở trong nước, chính thức xác nhận sự xuất hiện được mong đợi từ lâu của những chiếc chiến đấu cơ tiên tiến do Mỹ sản xuất sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra được gần 2 năm rưỡi. Ngày 29 tháng 8, chia sẻ với RIA Novosti, ông Rodion Mirosnik, người dẫn đầu một phái đoàn đặc biệt điều tra cáo buộc về tội ác chiến tranh của Ukraine cho biết, quân đội Nga đã được giao nhiệm vụ thu thập thông tin tỉ mỉ về lính tư nhân cho Ukraine. Ông Mirosnik nói, tính đến nay, hơn 4.000 lính tư nhân đã được xác định danh tính với tất cả dữ liệu cần thiết được thu thập. Trong một số trường hợp, việc điều tra trước khi đưa ra xét xử đã được hoàn tất. Dù Kiev tuyên bố những người nước ngoài chiến đấu cho Ukraine là tình nguyện viên, nhưng Moscow coi họ là những lính tư nhân. Thậm chí Nga cáo buộc các quốc gia phương Tây đã tạo điều kiện để Ukraine dễ dàng tuyển dụng các cựu quân nhân. Theo ông Mirosnik, những lính tư nhân còn sống và chạy trốn khỏi Ukraine sang các quốc gia khác vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm về các hành vi tàn bạo trong thời gian được Kiev trả lương. Nhà ngoại giao Nga khẳng định, nhiều lính tư nhân mắc chứng rối loạn nhân cách đến Ukraine để sát hại, bắt nạt dân thường và cướp bóc mà không bị trừng phạt. Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các quốc gia bị cáo buộc có lính tư nhân cho Ukraine với số lượng lên tới 13.300 người. Trong số đó, khoảng 6.000 người đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh Ba Lan, Georgia và Mỹ là ba nước cung cấp lính tư nhân nhiều nhất cho Kiev. Trong tháng này, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án sự hiện diện của các thành viên thuộc công ty quân sự tư nhân Mỹ Forward Observation Group trên lãnh thổ Nga. Trước đó, công ty này đã đăng bức hình các thành viên của mình mặc quân phục và chụp ảnh ở vùng khớt trong quá trình Ukraine vượt biên sang lãnh thổ Nga. Theo European Pravda, tướng Onno Achensim của Không quân Hoàng gia Hà Lan tuyên bố Ukraine có thể sử dụng tiêm kích F-16 do nước này cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Ông Achensim cho biết, Hà Lan không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với việc sử dụng hoặc phạm vi hoạt động của F-16 đối với Ukraine. Tướng Hà Lan nhấn mạnh, Ukraine có thể sử dụng các tài nguyên mà chúng tôi cung cấp theo ý muốn, miễn là tuân thủ luật chiến tranh. Hà Lan đã hứa cung cấp cho Ukraine 24 chiếc F-16. Tuy nhiên, ông Achensim không nói rõ có bao nhiêu chiếc đã được triển khai ở Ukraine. Hiện tại, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ và Na Uy là những quốc gia đang cung cấp F-16 cho Ukraine. Bình luận về cuộc tấn công của Ukraine vào vùng cớt của Nga, tướng Hà Lan gọi hoạt động này là xuất sắc ở mức độ thực tế. Ông Achensim nhận định, Ukraine đã nhanh chóng chiếm đóng một khu vực rộng lớn, sử dụng các công nghệ mới. Họ đã tạo ra tình thế khó xử cho Nga. Trước đó vào ngày 4 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng xác nhận những chiếc F-16 đầu tiên đã có mặt ở Ukraine và giới thiệu chúng tại một sân bay bí mật. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, lực lượng Nga đang tiến gần đến thành phố Pokrov, có vị trí chiến lược quan trọng ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, khiến một số người dân phải sơ tán vì lo sợ thành phố sẽ sụp đổ trong những tuần tới. Pokrovsk là một trung tâm đường bộ, đường sắt và là một thành phố có dân số trước chiến tranh là 60.000 người. Hàng chục ngàn người hiện vẫn ở lại, mặc dù đã có rất nhiều người di tản. Pokrovsk nằm trên một tuyến đường quan trọng, được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác do Ukraine chiếm giữ, chẳng hạn như thị trấn Chasovia và Kostiantynivka ở vùng Donetsk. Pokrovsk có một mỏ than, là nơi sản xuất than cốc lớn nhất của Ukraine, được sử dụng trong ngành công nghiệp thép và đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế trước chiến tranh, chỉ cách đó 20 phút lái xe về phía Tây. Nga tuyên bố đã sáp nhập khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, một tuyên bố bị Kiev coi là bất hợp pháp và coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực này vào Nga. Việc kiểm soát thành phố mà phương tiện truyền thông Nga gọi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Moscow phá vỡ nghiêm trọng các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và thúc đẩy chiến dịch chiếm thành phố Chasovia, nơi nằm trên vùng đất cao hơn, có khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Việc cắt đứt khả năng tiếp cận mạng lưới đường bộ của quân Ukraine ở khu vực lân cận sẽ khiến quân đội Ukraine khó giữ được các vùng lãnh thổ ở hai bên Pokrov. Điều này có thể cho phép Nga củng cố và tiến ra tiền tuyến.
Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã cảnh báo tình hình gần Pokrov là khó khăn, đồng thời cho biết vào hôm 26 tháng 8 rằng Ukraine đã quyết định tăng cường hơn nữa lực lượng của mình ở khu vực Pokrov. Ông Zelensky cho biết khu vực này đang phải đối mặt với làn sóng tấn công dữ dội nhất của Nga, nhưng ông cũng dự đoán Nga sẽ phải hy sinh hàng chục ngàn quân để đạt được mục tiêu của mình. Khu vực xung quanh Pokrov là nơi có nhiều cơ sở công nghiệp khác nhau mà quân đội Ukraine có thể sử dụng để đào hào và bảo vệ thành phố, mặc dù Nga có thể sẽ sử dụng bom lượn có sức tàn phá lớn để chống lại họ. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đang cố gắng mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ đã chiếm được ở khu vực Kursk phía tây nước Nga sau khi tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8. Một trong những mục tiêu đã nêu của hoạt động đó là cố gắng buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng của mình khỏi mặt trận phía đông để giảm bớt áp lực cho những nơi như Pokrov. Nhưng Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 27 tháng 8 cho biết rằng Moscow đã hiểu mục tiêu của Kiev và tiếp tục tập trung nỗ lực vào Pokrov, nơi ông cho biết các đơn vị có năng lực nhất của Nga đang tập trung. Ông Syrsky cho biết lực lượng Ukraine đang tích cực triển khai công tác kỹ thuật tại các vị trí phòng thủ trong khu vực. Quốc kỳ Ukraine vẫn tiếp tục tung bay trên Pokrov và một số cư dân tiếp tục di tản về phía Tây bằng đường sắt và đường bộ, trong khi những người khác cố gắng duy trì cuộc sống thường ngày và không muốn rời đi. Trong chuyến thăm Pokrov ngày 23 tháng 8, các phóng viên đã thấy nhiều tòa nhà bị đóng ván che cửa sổ, bao gồm cả Đại học Kỹ thuật Quốc gia Donetsk, nơi các bậc thang bị phủ đầy gạch vụn và mảnh vỡ sau cuộc tấn công mà các quan chức cho biết là do tên lửa của Nga tấn công vào đầu năm nay. Các tòa nhà khác bị thổi bay cửa sổ và mái nhà, ban công và mặt tiền bị hư hỏng nặng. Tiếng pháo kích thỉnh thoảng vang lên từ xa. Thống đốc khu vực Donetsk Vadim Filaskin cho biết, tính đến ngày 19 tháng 8, đã có khoảng 4.000 trẻ em trong số 53.000 người vẫn đang sống ở khu vực Pokrov. Ông đã ra lệnh sơ tán trẻ em khỏi Pokrov và vùng lân cận vào cùng ngày. Người dân cho biết điện và nước tại đây đã bị cắt từ lâu. Các máy bay chiến đấu F-16 được Hà Lan chuyển giao cho Ukraine có thể được sử dụng để tấn công Liên bang Nga, nhưng không được nhằm vào các cơ sở dân sự. Theo hãng thông tấn TASS ngày 29 tháng 8, thông tin trên do Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelman nói với kênh truyền hình NOS. Cụ thể, Ukraine có thể sử dụng các máy bay F-16 do Hà Lan chuyển giao cả ở trên lãnh thổ Nga với điều kiện tuân thủ luật chiến tranh. Cụ thể, luật chiến tranh quy định rằng các cuộc tấn công không được nhắm vào các cơ sở dân sự. Ông Brekelman nói, Ukraine chắc chắn không được phép làm điều này, đây là điều kiện mà chúng tôi đã đặt ra. Cùng lúc đó, theo Hà Lan, Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự tại Nga, bao gồm đánh chặn tên lửa không phận Nga và tấn công các sân bay nơi các máy bay chiến đấu của Nga cất cánh. Trước đó, tham mưu trưởng Quốc phòng Hà Lan Onno Achensem đã cho biết phía Hà Lan không áp đặt lệnh cấm sử dụng và không hạn chế tầm hoạt động của các máy bay chiến đấu F-16 trên không phận Nga. Hà Lan đóng vai trò chính trong liên minh cung cấp máy bay F-16 cho Ukraine và huấn luyện phi công. Trong khuôn khổ sáng kiến này, phía Hà Lan dự định chuyển 24 máy bay cho Kiev và cung cấp thêm 18 chiếc khác cho Trung tâm Huấn luyện Châu Âu tại Romania. Trước đó, tờ The Times dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết Ukraine đã nhận được 6 chiếc F-16 từ Hà Lan. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Ukraine đã bắt đầu sử dụng máy bay chiến đấu F-16 trong chiến đấu khi Nga tiến hành một cuộc không kích lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự đầu tuần qua. Theo hãng tin AP, đầu tuần này, Nga đã triển khai một cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay vào các nhà máy điện của Ukraine. Nga đã phóng hàng chục tên lửa và thiết bị bay không người lái trên khắp Ukraine trong ngày 27 tháng 8. Tuy nhiên, một số tên lửa và UAV đã bị máy bay chiến đấu F-16 bắn hạ trước khi chúng đến được với mục tiêu. Trong phát ngôn đề cập đến việc Ukraine lần đầu tiên sử dụng máy bay F-16 để bắn hạ tên lửa, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảm ơn các đồng minh ủng hộ Kiev, nhưng cho biết nước này nhận vẫn còn quá ít máy bay F-16 và lực lượng phi công được đào tạo là chưa đủ. Hiện chiến đấu cơ F-16 là vũ khí tinh vi nhất mà liên minh do Mỹ dẫn đầu cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Trước đó, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã phản đối cung cấp loại máy bay này vì lo ngại các phương tiện này sẽ bị phía Nga coi là hành động leo thang. Tuy nhiên, đến năm ngoái, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đồng ý cung cấp cho Ukraine máy bay F-16 sau lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Những chiếc F-16 đầu tiên đã được chuyển cho Ukraine vào đầu tháng 8. Các phi công Ukraine cũng đã được đào tạo trong nhiều tháng tại Mỹ để học cách điều khiển. F-16 có khả năng bảo vệ không phận Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, bắn hạ thiết bị bay không người lái và tên lửa, cũng như hỗ trợ cho lực lượng trên bộ. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng việc cung cấp vũ khí mới, bao gồm cả máy bay F-16 cho Ukraine, sẽ không thay đổi tình hình trên tiền tuyến, mà sẽ kéo dài xung đột.
Ông cũng chỉ ra rằng các máy bay chiến đấu này nếu được giao cho quân đội Ukraine cũng sẽ bị phá hủy như các thiết bị quân sự khác được phương Tây cung cấp. Theo trang The Guardian của Anh, trong khi phần lớn Ukraine vẫn đang trải qua giai đoạn cuối mùa hè nóng nực, các cuộc không kích của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev trong tuần này đã làm nổi bật mối lo ngại về những tháng mùa đông lạnh giá khắc nghiệt sắp tới. Bà Natalia Sapovan, Hiệu trưởng Viện Kinh tế Kiev nhận định, mùa đông năm nay chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt. Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vào ngày 26 tháng 8 rằng quân đội nước này đã thực hiện cuộc tấn công chính xác cao bằng thiết bị bay không người lái, vũ khí tầm xa phóng từ trên không và trên biển nhằm vào Ukraine. Mục tiêu của cuộc tấn công là các cơ sở hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị nhắm trúng. Nhiều khu vực của Ukraine đã bị mất điện. Việc vận chuyển vũ khí và đạn dược đến tiền tuyến đã bị gián đoạn. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận, nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng ở hầu hết các khu vực đã bị tấn công. Ông gọi đây là một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất mà Ukraine phải hứng chịu trong nhiều tháng. Kiev ước tính quân đội Nga đã sử dụng hơn 100 tên lửa và 100 thiết bị bay không người lái. Theo các nhà quan sát, trong khi các cuộc không kích mùa xuân thường nhắm vào công suất phát điện, các cuộc tấn công mới nhất chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng phân phối, chẳng hạn các trạm biến áp điện. Cuộc tấn công đã dẫn đến tình trạng mất điện khẩn cấp trên khắp cả nước, sau đó giảm dần thành tình trạng cắt điện luân phiên, ảnh hưởng đến cả thủ đô Kiev và nhiều thành phố khác. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko mô tả tình hình hiện tại là rất khó khăn. Nhiều ước tính cho thấy ngay cả trước các cuộc không kích tuần này, Nga đã phá hủy khoảng một nửa công suất năng lượng của Ukraine. Công tác sửa chữa đã được tiến hành trong suốt mùa hè, song Kiev vẫn phải đối mặt với nỗi lo các cuộc không kích tiếp theo có thể biến một tình huống khó khăn thành thảm khốc. Trong khi đó, Ukraine đã tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ phòng không. Ông Andrian Prokip, chuyên gia năng lượng tại Viện Kenan ở Washington DC cho rằng, không dễ để cải thiện tình hình, nhưng các cuộc tấn công tiếp theo có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ông nói, ngay cả trong trường hợp lạc quan nhất, vẫn sẽ có những kịch bản cắt điện theo lịch trình. Kịch bản đó diễn ra như thế nào sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ. Nếu nhiệt độ mùa đông ở mức âm 5 độ C, lịch cắt điện có thể là 7 giờ cắt, 2 giờ bật. Tại một hội nghị vào hồi tháng 6 ở Berlin, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga đã phá hủy 80% sản lượng điện nhiệt và 1/3 sản lượng thủy điện của Ukraine. Song vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, ông từ chối giải thích thêm về thiệt hại mà các cuộc không kích một ngày trước đó gây ra. Ông nói, hãy giữ kín thông tin về tình trạng các cơ sở năng lượng của chúng ta và những gì chúng ta đang làm ở đó. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky cho hay, đó là một đòn tấn công lớn và cuộc đánh giá vẫn đang diễn ra. Chúng tôi biết điều gì cần thiết. Công việc sửa chữa và song song đó là tăng cường hỗ trợ phòng không. Viện của bà Sapovan ước tính rằng kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine đã gây thiệt hại 16 tỷ đô la Mỹ, cũng như 40 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Giới chuyên gia nhận định, Ukraine hiện tại chắc chắn đã chuẩn bị tốt hơn cho mùa đông so với thời điểm bắt đầu cuộc xung đột. Các bệnh viện, cơ sở hạ tầng quan trọng và nhiều doanh nghiệp đều được trang bị máy phát điện. Ở Kiev, cuộc sống vẫn diễn ra gần như bình thường trong thời gian cắt điện kéo dài trong tuần này. Tại các quán cà phê, nhà hàng và các doanh nghiệp khác, những máy phát điện nhỏ được lắp đặt và vận hành ở bên ngoài. Nhưng việc cắt điện thường xuyên dự kiến diễn ra trong mùa đông có thể gây ra một loạt các hiệu ứng dây chuyền. Tình trạng mất điện liên tục cũng có thể gây ra thảm họa cho ngành công nghiệp nặng ở phía đông đất nước. Bà Sapovan cho biết có rất nhiều câu chuyện lớn nhỏ xảy ra do tình trạng mất điện. Ở nhiều nơi phía đông, nơi mà mối đe dọa về các cuộc tấn công diễn ra thường xuyên, thiếu điện khiến việc cung cấp năng lượng cho các thiết bị và truy cập Internet trở nên khó khăn hơn. Ở một số tòa nhà cao tầng, tình trạng mất điện khiến nước không thể bơm lên các tầng cao hơn. Kịch bản ngày tận thế chính là các cuộc không kích của Nga gây ra tình trạng thiếu nước và điện nghiêm trọng. Tháng 6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Brussels có kế hoạch tài trợ cho việc phát triển các nhà máy điện quy mô nhỏ trên khắp Ukraine. Bà cho biết mục đích là giúp phân cấp hệ thống điện và do đó tăng khả năng phục hồi của Ukraine. Các quy tắc về việc phát điện bằng tuabin khí cũng đã được nới lỏng, dẫn đến sự gia tăng sản xuất điện quy mô nhỏ, có thể được thực hiện ở bất kỳ đâu có nguồn cung cấp khí đốt và cáp điện, với các hệ thống được xây dựng bên trong các container vận chuyển hoặc các tòa nhà nhỏ. Ông Prokip cho biết, một số công ty đang làm điều đó để đáp ứng nhu cầu riêng, một số để kết nối với lưới điện và sau đó bán ra thị trường. Nga đã quay lại tập kích các cơ sở năng lượng của Ukraine sau cuộc tấn công bất ngờ của Kiev vào khu vực Kursk hồi đầu tháng 8. Kiev đã nỗ lực thay đổi động lực trên chiến trường, ngay cả khi lực lượng của nước này vẫn ở thế yếu ở khu vực Donbass phía đông. Khi được hỏi về bản giao hưởng chiến thắng mới được Tổng thống Ukraine tiết lộ, đại diện Điện Kremlin nói đây không phải lần đầu tiên nghe được những tuyên bố như vậy. Cụ thể, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov
nói với các phóng viên khi được hỏi về bản giao hưởng chiến thắng mới được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe những tuyên bố như vậy từ đại diện của chế độ Kiev. Chúng tôi nhận thức được bản chất của chế độ này. Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình và sẽ đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Ông Peskov cũng nhấn mạnh việc Nga ủng hộ quan điểm của Ấn Độ về nhu cầu giải quyết xung đột một cách hòa bình, nhưng cho biết điều thực tế hơn là hiện tại không có bất kỳ cơ sở nào cho các cuộc đàm phán. Nga vẫn đang tích cực đẩy lùi cuộc tấn công nhằm vào vùng biên giới Kursk của Ukraine, đồng thời tiếp tục chiến dịch của riêng mình ở khu vực Donetsk ở mặt trận miền Đông. Trước đó, trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kiev ngày 27 tháng 8, Tổng thống Zelensky tiết lộ ông đang có kế hoạch hướng tới việc chấm dứt xung đột với Nga và dự kiến chia sẻ kế hoạch này cho người đồng cấp Mỹ Joe Biden khi tham dự kỳ họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng 9 tới đây. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, kế hoạch này cũng sẽ được trình lên hai ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống Mỹ năm 2024 là Phó Tổng thống Kamala Harris, đại diện cho Đảng Dân Chủ, và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đại diện cho Đảng Cộng Hòa. Ông Zelensky không tiết lộ rõ chi tiết của bản giao hưởng chiến thắng, nhưng cho hay kế hoạch này gồm 4 giai đoạn, bắt đầu bằng cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk đã được thực hiện. Giai đoạn thứ hai mà Ukraine nhắm tới là vị trí chiến lược của Ukraine trong cơ sở hạ tầng an ninh thế giới. Giai đoạn thứ ba là có biện pháp mạnh mẽ buộc Nga phải chấm dứt cuộc xung đột theo đường lối ngoại giao. Và giai đoạn thứ tư là khôi phục kinh tế. Ông Zelensky thừa nhận, kế hoạch này nghe có vẻ tham vọng đối với một số người nhưng lại rất quan trọng đối với Ukraine. Trong khi đó, Nga lại thể hiện rõ quan điểm cứng rắn, cho biết sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đối thoại nào với Ukraine sau vụ tấn công vào khu vực biên giới Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các cuộc đàm phán với chính phủ Ukraine lúc này là vô nghĩa. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định, Ukraine chắc chắn sẽ nhận được đòn đáp trả thích đáng và mọi mục tiêu mà Nga đặt ra chắc chắn sẽ đạt được. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine ông Zelensky cho biết sẽ gửi kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine tới Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như hai ứng cử viên chạy đua vào Nhà Trắng năm nay là cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo người đứng đầu Kiev, kế hoạch này sẽ bao gồm các bước đi chiến lược trên các mặt trận ngoại giao và kinh tế, bên cạnh chiến dịch đột kích xuyên biên giới của quân đội Ukraine vào Kursk nhằm buộc Moscow phải ngồi vào bàn hòa đàm. BBC dẫn lời ông Zelensky nói, sự thành công của kế hoạch sẽ phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như liệu Washington có trao cho Kiev những gì có trong kế hoạch này và liệu Ukraine có tự do triển khai kế hoạch hay không. Ông Zelensky bày tỏ, một số người có thể thấy quá tham vọng, nhưng đây là một kế hoạch quan trọng đối với chúng tôi. Tại cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ việc nước này gần đây đã thực hiện thành công vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo tự chế đầu tiên. Ông chúc mừng ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước, nhưng từ chối chia sẻ thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về vũ khí mới. Mặc dù Ukraine đã sử dụng một số tên lửa đạn đạo do Mỹ và các nước đồng minh khác cung cấp trong cuộc xung đột với Nga, nhưng nước này đang nỗ lực phát triển việc sản xuất phần cứng quân sự trong nước để giảm sự phụ thuộc vào viện trợ từ phương Tây. Tuy nhiên, hiện tại, Kiev chủ yếu vẫn dựa vào các nguồn cung quân sự từ nước ngoài để phản kích và đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương. Ông Zelensky cho hay, quân đội Ukraine đã sử dụng một số máy bay chiến đấu F-16 mới được các nước phương Tây gửi đến để đánh chặn các tên lửa của Nga trong những ngày gần đây, nhưng sẽ cần nhiều chiến đấu cơ hơn nữa. Ngày 27 tháng 8, chỉ huy Nga chịu trách nhiệm phòng thủ chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt tuyên bố, các lực lượng Ukraine chuẩn bị tăng cường sử dụng vũ khí hóa học bằng cách chế tạo các loại đạn pháo chuyên dụng tương thích với các hệ thống pháo binh do phương Tây tài trợ. Tướng Igor Kirillov đưa ra thông tin trên trong lúc thông báo với các phóng viên về công việc mà sư đoàn của ông đã thực hiện trong bối cảnh xung đột Ukraine. Ông cho biết quân đội Kiev vẫn là mối đe dọa xét về việc vi phạm công ước về vũ khí hóa học. Trích dẫn các tài liệu quân sự thu được từ các vị trí Ukraine mà Nga chiếm được, tướng Kirillov nói. Thông tin tình báo cho thấy quân đội Ukraine đang chuẩn bị đạn hóa học tương thích với các hệ thống pháo binh do phương Tây sản xuất. Ông đã chia sẻ một số trang trong sách hướng dẫn của Ukraine về cách sử dụng pháo tự hành M109-155mm do Mỹ thiết kế ở cấu hình A3GN và A4. Cuốn sổ tay bao gồm các hướng dẫn về cách phân biệt và xử lý đạn dược có chứa chất hóa học. Ông Kirillov cho biết, các chuyên gia vũ khí hóa học của Nga đã xác định được hơn 400 trường hợp sử dụng vũ khí bị cấm trong cuộc xung đột đang diễn ra. Ông cho rằng sẽ còn nhiều loại tương tự xuất hiện khi xem xét nhiều hành động khiêu khích liên quan đến chất độc hại và nỗ lực nhằm vào mạng sống của các quan chức ở các khu vực mới của Nga. Trong số các bằng chứng, vị tướng này cho biết Ukraine đã nhận được khoảng 500 tấn TEOA, một hợp chất được liệt kê trong phụ lục 3 của Công ước về vũ khí hóa học vì nó có thể được sử dụng để sản xuất khí độc. Ông Kirillov cho biết,
Chỉ riêng tháng 7, một công ty Ukraine đã nhập khẩu hơn 160 tấn hợp chất này và Nga không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy hóa chất này được sử dụng cho mục đích hòa bình. Vị tướng này nói, tôi muốn nhắc các bạn rằng việc Syria mua các loại hóa chất tương tự đã gây náo động như thế nào trong các quốc gia phương Tây. Do đó, ông nói thêm, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, Cơ quan Thực thi Công ước về Vũ khí Hóa học, năm trước đã khuyến nghị lệnh cấm hoàn toàn việc xuất khẩu hóa chất lưỡng dụng sang quốc gia Trung Đông này. Ông Kirillov tuyên bố rằng Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học đang áp dụng tiêu chuẩn kép trong công việc của mình vì quá trình ra quyết định của họ hoàn toàn do Mỹ kiểm soát. Điều này đã lật đổ cơ quan quốc tế vì các mục tiêu địa chính trị của Mỹ. Ông kêu gọi cộng đồng toàn cầu chú ý đến những cảnh báo của mình về hành động của Ukraine, đồng thời kêu gọi cơ quan giám sát thực hiện công việc của mình và buộc Kiev phải chịu trách nhiệm về những vi phạm công ước về vũ khí hóa học. Ngày 27 tháng 8, Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Glaskov đã đưa ra một tuyên bố ngắn sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về một cuộc tấn công bất thành của lực lượng Ukraine vào khu vực này sáng cùng ngày. Ông Glaskov viết trên Telegram rằng, có thông tin đối phương đang cố gắng xâm nhập biên giới tỉnh Belgorod. Ông Glaskov nhấn mạnh, theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn phức tạp, nhưng trong tầm kiểm soát, quân đội của chúng tôi vẫn đang hoạt động theo kế hoạch. Xin hãy bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức. Kênh Telegram Sot trước đó cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm kiểm soát biên giới tại Nekotevka, nhưng bị đẩy lùi sau khi chịu tổn thất. Kênh Mas đưa tin, tổng cộng khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã tấn công hai trạm kiểm soát của Nga tại Nekotevka và Sebekino thuộc Belgorod. Blog quân sự chiến dịch Z của Nga có gần 1,6 triệu người theo dõi viết, đã có các cuộc đụng độ giữa các nhóm quân Ukraine với các nhóm pháo binh Nga, không có nỗ lực lớn nào nhằm xuyên thủng biên giới. Các thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận. Tỉnh Belgorod và các khu vực biên giới khác của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Ukraine phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tỉnh Kherson vào ngày 6 tháng 8. Từ đó đến nay, các khu vực biên giới đã được chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra thêm các cuộc tấn công. Thống đốc Belgorod cho biết trong một thông báo riêng rằng, chính quyền địa phương đang sắp xếp tái định cư một nhóm cư dân gần biên giới nhằm đảm bảo an toàn. Giới chức Ukraine cho biết quân Nga vẫn tiếp tục tấn công dữ dội ở mặt trận Kharkov nhưng đã thay đổi chiến thuật tập kích. Phát biểu trên sóng phát thanh tin tức quốc gia 24/7, lãnh đạo bộ phận truyền thông của Lữ đoàn Không vận độc lập số 77 thuộc lực lượng tấn công đường không Ukraine cho hay, quân Nga chủ yếu tấn công với phương tiện là xe máy và xe địa hình buggy hoặc đi bộ. Điểm khác biệt là hiện họ sử dụng rất ít xe bọc thép. Trang Army Inform dẫn lời quan chức trên nói, kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch đột kích vùng biên giới Kherson của Nga, tình hình ở vùng Kharkov về cơ bản không có thay đổi lớn nào. Các lực lượng Moscow tiếp tục tiến công, nhưng cường độ tập kích đã giảm từ 10 vụ một ngày xuống còn 1 đến 2 vụ một ngày. Đại diện Lữ đoàn Không vận độc lập số 77 nhấn mạnh, tình hình trong khu vực chúng tôi phụ trách vẫn căng thẳng nhưng được kiểm soát. Binh lính của chúng tôi đang nỗ lực hết sức để kiềm chế và cản đường đối phương. Liên quan đến diễn biến tại vùng biên giới Nga-Ukraine, Sergei Lebedev, điều phối viên mạng lưới ngầm thân Nga tại Nikolaev thuộc vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine chia sẻ với Sputnik rằng, các kho quân sự và một ga đường sắt phục vụ việc tập kết và phân loại đạn dược của các lực lượng Kiev ở vùng biên giới Sumy đã bị tấn công vào ngày 28 tháng 8. Ông Lebedev chia sẻ, tại thành phố Sumy, ghế sofa và bàn ghế rung lắc dữ dội vào lúc 22 giờ 25 phút vì đợt tấn công đó. Trước đó trong ngày, truyền thông Ukraine cũng đưa tin về các vụ nổ ở Sumy trong bối cảnh chính quyền địa phương đã cho báo động không kích. Khu vực Sumy của Ukraine giáp với các vùng biên giới Kherson, Belgorod và Bryansk của Nga. Thành phố thủ phủ của Sumy nằm cách biên giới khoảng 30 km và có một xa lộ nối với thành phố Sudzha của nước láng giềng. Thưa quý vị, chiến dịch của Ukraine nhằm xâm nhập biên giới Nga đã kéo dài 3 tuần. Các lực lượng của nước này đang tiến từng bước một tại tỉnh Kherson, miền Tây nước Nga, nhưng có nguy cơ một số vùng lãnh thổ ở những khu vực khác, đặc biệt là Donbass. Trong khi đó, Nga đang tiếp lửa cho mặt trận Kherson nhằm đánh sập cứ điểm mà Ukraine đã chiếm được. Trong đánh giá mới nhất, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine đã chiếm được thị trấn Matvievka và đang hoạt động ở phía tây Nechanyevka. Cùng lúc đó, các lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần Komarovka, trong khi Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến độc lập số 810 và Lữ đoàn Tấn công Không quân độc lập số 11 đã phản công ở khu vực Plekhovo, Boki, Spanoe. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Olgovka và Kremyanoe. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky tuyên bố, quân đội nước này đã chiếm được khoảng 100 khu định cư, tương đương gần 1.300 km2 lãnh thổ trong chiến dịch đột kích kéo dài 3 tuần. Theo ông Syrsky, Nga đã triển khai hơn 30.000 quân tới tỉnh Kherson và số lượng binh lính Nga ở đó đang tăng lên từng ngày.
sau khi phá hủy 3 cây cầu chính bắc qua sông Sem trong khu vực. Ukraine tiếp tục phá hủy những cây cầu phao mà Nga mới dựng lên. Ước tính có khoảng 3.000 binh sĩ Nga bị mắc kẹt ở phía nam con sông, trong khi quân đội Ukraine đang tiến từ phía đông và phía tây. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 8 tuyên bố các lực lượng của nước này đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine. Theo phương tiện truyền thông và các blogger quân sự, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại một số khu vực lân cận ở Kursk. Quân đội Ukraine đang nỗ lực chiến đấu để tiến vào khu vực Belgorod. Trong thông báo trên Telegram, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết có thông tin cho rằng đối phương đang cố gắng đột kích qua biên giới của khu vực Belgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình tại biên giới vẫn khó khăn nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát. Kênh Telegram Mash được cho là có liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật của Nga thông tin khoảng 500 binh sĩ Ukraine đang tấn công hai trạm kiểm soát ở Nekhoteyevka và Sebekino ở Belgorod và các trận chiến đang diễn ra ác liệt ở cả hai khu vực. Warzone dẫn một số nguồn thạo tin cho biết mục tiêu của Ukraine tiến hành đột kích Belgorod là để bảo vệ những bước tiến mà họ đã đạt được khi tiến đánh tỉnh Kursk giáp danh. Nhận thức rõ nguy cơ từ chiến dịch đột kích của đối phương, quân đội Nga đã tái triển khai binh sĩ từ một số khu vực giao tranh ở Ukraine tới bảo vệ Kursk. Tuy nhiên, các chỉ huy quân sự nước này vẫn giữ nguyên lực lượng tại những điểm nóng xung đột hoặc những khu vực mà Nga dành ưu tiên hàng đầu như Pokrov. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái triển khai lực lượng từ các khu vực có ưu tiên thấp hơn tại Ukraine đến bảo vệ Kursk. Tại miền đông Ukraine, Nga không chỉ đẩy mạnh tấn công Pokrov mà còn tiến đánh trung tâm hậu cần khác của Ukraine là Torez, cách đó khoảng 64 km về phía đông nam. Cuộc tấn công của Nga đang đe dọa làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine tại Donetsk. Những binh sĩ Ukraine chiến đấu ở các khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết họ phần lớn bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Khả năng của Nga trong việc triển khai các cuộc ném bom trên không không ngừng nghỉ đang buộc binh sĩ Ukraine phải rời khỏi một số vị trí kiên cố nhất. Ukraine hy vọng rằng cuộc tấn công Kursk sẽ buộc Nga phải triển khai nhiều lực lượng hơn để bảo vệ khu vực này, do đó làm giảm bớt áp lực đối với họ ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy Nga giảm tần suất chiến đấu ở miền đông Ukraine. Trái lại, Moscow lại tấn công dữ dội hơn vào các thị trấn như Torez. Một số nhà quan sát cho rằng cả Nga và Ukraine đều đang áp dụng chiến lược đánh và phản đòn. Sau hơn 2 năm giao tranh ác liệt, hai nước đều cho rằng đối thủ của họ sẽ bị kéo căng trên nhiều mặt trận và dễ gánh thương vong nặng nề hơn. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa xác nhận lực lượng không quân Ukraine đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 như một phần của hoạt động phòng thủ chống lại cuộc tấn công hàng loạt bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV của Liên bang Nga. Theo tờ The Kiev Independent, ngày 26 tháng 8, các lực lượng của Liên bang Nga đã nhắm mục tiêu vào 15 trong số 24 tỉnh của Ukraine, phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái như một phần của cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga đã đánh trúng vào một số cơ sở dân sự, năng lượng và nhiên liệu, bao gồm một con đập ở Kiev, một phần của nhà máy thủy điện Kiev, khiến 7 người thiệt mạng và ít nhất 47 người khác bị thương. Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 thiết bị bay không người lái trong số 127 tên lửa và 109 thiết bị bay không người lái được các lực lượng của Liên bang Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào sáng ngày 26 tháng 8. Tại cuộc họp báo ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói với các phóng viên rằng chiến đấu cơ F-16 đã mang lại một kết quả rất tốt và các lực lượng Ukraine đã bắn hạ một số tên lửa và thiết bị bay không người lái với sự trợ giúp của máy bay F-16. Ông Zelensky nói thêm, "Chúng tôi cảm ơn các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi máy bay F-16. Tất nhiên, như vậy là chưa đủ. Chúng tôi không có nhiều máy bay và chúng tôi vẫn cần phải đào tạo phi công." Ukraine đã nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào đầu tháng 8, một năm sau khi các đồng minh của Ukraine thành lập Liên minh Máy bay Chiến đấu để cung cấp máy bay và đào tạo phi công cho Ukraine. Theo các cam kết, Ukraine sẽ được ít nhất 79 chiến đấu cơ F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ. Tới nay, Ukraine được cho là đã nhận được 10 chiếc F-16. Chiến đấu cơ F-16 dự kiến sẽ tăng cường khả năng phòng không của Ukraine và theo bình luận của Tổng tư lệnh tướng Oleksandr Zelensky vào ngày 4 tháng 8 vừa qua, thì sự xuất hiện của những chiếc chiến đấu cơ F-16 sẽ dẫn đến nhiều tên lửa bị bắn hạ hơn. Trước khi nhận được lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên, Ukraine vẫn dựa vào một phi đội máy bay chiến đấu cũ kỹ từ thời Liên Xô, thường xuyên bị áp đảo bởi phi đội máy bay chiến đấu tiên tiến hơn và đông đảo hơn nhiều của Liên bang Nga.
Liên bang Nga đã tận dụng lợi thế đó để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa thường xuyên vào các mục tiêu trên khắp Ukraine và cũng tấn công các vị trí tiền tuyến của Ukraine bằng hàng nghìn quả bom dẫn đường, hỗ trợ các lực lượng đang tiến chậm ở phía đông. F-16 là loại máy bay chiến đấu mang tính biểu tượng do Mỹ sản xuất, được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bố trí ở tuyến đầu và không quân nhiều nước trên thế giới lựa chọn trong 50 năm qua. Mặc dù Mỹ sẽ không cung cấp bất kỳ chiếc F-16 nào từ kho vũ khí của mình cho Ukraine, nhưng các đồng minh và đối tác của Mỹ gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine. Tạp chí Newsweek của Mỹ cho biết, Ba Lan đã triển khai máy bay để bảo vệ không phận sau khi Nga phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Lực lượng vũ trang của Ba Lan, một thành viên của NATO và là đồng minh thân cận của Ukraine, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, tuyên bố rằng họ đã có các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mối đe dọa từ tên lửa của Nga khi những tiếng nổ vang lên ở Kiev và khắp Ukraine vào ngày 26 tháng 8. Quân đội Ba Lan đã ra tuyên bố cảnh báo người dân về mức độ tiếng ồn tăng cao ở phía đông nam đất nước vào ngày 26 tháng 8 do các hoạt động của máy bay Ba Lan và đồng minh trên không phận của chúng tôi. Tuyên bố cho biết loạt tấn công mới nhất của Nga là lớn nhất kể từ khi các cuộc không kích nhằm vào miền Tây Ukraine vào ngày 8 tháng 7. Tuyên bố cho biết thêm, tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai và Bộ Tư lệnh tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan đang liên tục theo dõi tình hình. Tờ Kiev Independent đưa tin, tiếng nổ vang lên tại thủ đô Ukraine vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng sau khi Nga phóng tên lửa đạn đạo khí dầu từ máy bay MiG-31. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết thủ đô đã bị mất điện và ở một số khu vực khác của thành phố xảy ra tình trạng bị cắt nước. Một phát ngôn viên của nhóm nhân đạo Rescue Now nói với Newsweek rằng người dân ở Kiev phải chạy đến các ga tàu điện ngầm để trú ẩn và các dịch vụ giao thông công cộng đã bị dừng lại. Người phát ngôn cho biết các dịch vụ cứu hộ đã phải vật lộn để tiếp cận các địa điểm bị phá hủy và hoạt động của các cửa hàng và các cơ sở khác bị hạn chế. Khi có một cuộc tấn công kết hợp của tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí khác, thật không may, mọi người không có đủ thời gian để đến nơi trú ẩn vì mỗi phút đều có giá trị. Tài khoản mạng xã hội X có tên Where is Translated đã đăng video về những gì được cho là hậu quả của một cuộc tấn công vào hồ chứa nước của Kiev. Trong khi những người dùng mạng xã hội khác chia sẻ cảnh quay khói bốc lên từ các địa điểm ở Kiev được cho là đã bị tấn công, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất nước này là DTEC cho biết đã xảy ra tình trạng mất điện khẩn cấp trên khắp Ukraine. Không quân Ukraine ban đầu báo cáo rằng 11 máy bay ném bom Tupolev 95 của Nga đã được triển khai, cũng như nhiều máy bay không người lái Kamikaze. Điều này xảy ra khi sân bay Engel, nơi có các máy bay Tu-95 ở khu vực Saratov của Nga, được cho là đã bị máy bay không người lái Ukraine nhắm mục tiêu vào ngày 26 tháng 8. Tư lệnh không quân Ukraine Nikolai Oleschuk mới đây tuyên bố, Nga vừa giáng đòn không kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Nikolai Oleschuk thông báo trên kênh Telegram rằng các lực lượng vũ trang Nga đã giáng một đòn nặng nề vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine, đặc biệt là vào lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của nhà nước. Ông Oleschuk cho biết, vào đêm ngày 26 tháng 8, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp lớn vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine, đặc biệt là vào lĩnh vực nhiên liệu và năng lượng của nhà nước, sử dụng tên lửa của nhiều loại hình trên không, trên mặt đất và trên biển. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, lực lượng vũ trang đã tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí trên không và trên biển tầm xa có độ chính xác cao, hàng không chiến thuật của lực lượng hàng không vũ trụ Nga và tấn công các máy bay không người lái vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Bộ này nhấn mạnh rằng tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị bắn trúng. Truyền thông địa phương đưa tin về những vụ nổ ở hàng loạt khu vực nội và ngoại thành Kiev, Kharkov, Sumy, Poltava, Vinnytsia, Volyn, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Ivano-Frankivsk, Lvov, Khmelnytsky, Zhytomyr, các vùng Rovnensky và Odessa cũng như bộ phận Zaporizhia hiện do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Ở một số khu vực, cùng lúc nhiều chủ thể trong khu định cư bị tấn công đồng loạt. Theo tờ Pravda, tổng cộng có 15 tỉnh của Ukraine bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Nga vào ngày 26 tháng 8. Phó Giám đốc CIA David Cohen mới đây đã đưa ra nhận định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phát lệnh tiến hành một cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ ở tỉnh Kursk mà quân đội Ukraine đã chiếm giữ, nhưng sẽ rơi vào trận chiến khó khăn. Phát biểu tại một hội nghị ngành an ninh quốc gia vào ngày 28 tháng 8, ông Cohen nói rằng vẫn cần đánh giá thêm về tầm quan trọng của cuộc tấn công mà quân đội Ukraine tiến hành qua biên giới. Ukraine đã triển khai cuộc tấn công này từ ngày 6 tháng 8, vượt qua biên giới phía Tây và tỉnh Kursk của Nga, và đến nay vẫn đang tiếp tục nỗ lực giành thêm lãnh thổ.
Dù Kiev nói rằng không có ý định sáp nhập khu vực đã chiếm được, ông Cohen nói rằng quân đội Ukraine đang xây dựng các tuyến phòng thủ và dường như có ý định giữ lại phần lãnh thổ đó trong một khoảng thời gian. Phó giám đốc của CIA nhận định, chúng tôi có thể chắc chắn rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc phản công để cố giành lại phần lãnh thổ đó. Tôi nghĩ đó sẽ là một trận chiến khó khăn đối với người Nga. Ukraine tuyên bố đã chiếm được 100 khu dân cư trong chiến dịch tấn công vào Kursk, trong khi lực lượng Nga tiếp tục tiến lên ở khu vực phía đông Donetsk. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc xung đột với Nga cuối cùng sẽ kết thúc bằng đối thoại, nhưng Kiev phải ở thế vững chắc và ông sẽ trình bày kế hoạch với Tổng thống Mỹ Joe Biden, cùng hai người kế nhiệm tiềm năng. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bắt đầu bằng việc Ukraine chấp nhận tình hình thực tế, nghĩa là Nga đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở 4 tỉnh của Ukraine và bán đảo Crimea. Ukraine cho biết họ đang kiểm soát hơn 1.200 km vuông của Nga ở tỉnh Kursk. Thưa quý vị, chiến dịch của Ukraine nhằm xâm nhập biên giới Nga đã kéo dài 3 tuần. Các lực lượng của nước này đang tiến từng bước một tại tỉnh Kursk, miền Tây nước Nga, nhưng có nguy cơ một số vùng lãnh thổ ở những khu vực khác, đặc biệt là Donbass. Trong khi đó, Nga đang tiếp lửa cho mặt trận Kursk nhằm đánh sập cứ điểm mà Ukraine đã chiếm được. Trong đánh giá mới nhất, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine cho biết, các lực lượng Ukraine đã chiếm được thị trấn Matvivka và đang hoạt động ở phía tây Nechanyevka. Cùng lúc đó, các lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần Komarovka, trong khi Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến độc lập số 810 và Lữ đoàn Tấn công Không quân độc lập số 11 đã phản công ở khu vực Plekhovo, Boki, Spanoe. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Olgovka và Kremyanoe. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky tuyên bố, quân đội nước này đã chiếm được khoảng 100 khu định cư, tương đương gần 1.300 km vuông lãnh thổ trong chiến dịch đột kích kéo dài 3 tuần. Theo ông Syrsky, Nga đã triển khai hơn 30.000 quân tới tỉnh Kursk và số lượng binh lính Nga ở đó đang tăng lên từng ngày. Sau khi phá hủy 3 cây cầu chính bắc qua sông Sem trong khu vực, Ukraine tiếp tục phá hủy những cây cầu phao mà Nga mới dựng lên. Ước tính có khoảng 3.000 binh sĩ Nga bị mắc kẹt ở phía nam con sông, trong khi quân đội Ukraine đang tiến từ phía đông và phía tây. Bộ Quốc phòng Nga ngày 27 tháng 8 tuyên bố các lực lượng của nước này đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine. Theo phương tiện truyền thông và các blogger quân sự, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại một số khu vực lân cận ở Kursk. Quân đội Ukraine đang nỗ lực chiến đấu để tiến vào khu vực Belgorod. Trong thông báo trên Telegram, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết có thông tin cho rằng đối phương đang cố gắng đột kích qua biên giới của khu vực Belgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình tại biên giới vẫn khó khăn nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát. Kênh Telegram March được cho là có liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật của Nga thông tin khoảng 500 binh sĩ Ukraine đang tấn công hai trạm kiểm soát ở Nekhoteyevka và Sebekino ở Belgorod và các trận chiến đang diễn ra ác liệt ở cả hai khu vực. Warzone dẫn một số nguồn thạo tin cho biết mục tiêu của Ukraine tiến hành đột kích Belgorod là để bảo vệ những bước tiến mà họ đã đạt được khi tiến đánh tỉnh Kursk giáp danh. Nhận thức rõ nguy cơ từ chiến dịch đột kích của đối phương, quân đội Nga đã tái triển khai binh sĩ từ một số khu vực giao tranh ở Ukraine tới bảo vệ Kursk. Tuy nhiên, các chỉ huy quân sự nước này vẫn giữ nguyên lực lượng tại những điểm nóng xung đột hoặc những khu vực mà Nga dành ưu tiên hàng đầu như Pokrov. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái triển khai lực lượng từ các khu vực có ưu tiên thấp hơn tại Ukraine đến bảo vệ Kursk. Tại miền đông Ukraine, Nga không chỉ đẩy mạnh tấn công Pokrov mà còn tiến đánh trung tâm hậu cần khác của Ukraine là Torez, cách đó khoảng 64 km về phía đông nam. Cuộc tấn công của Nga đang đe dọa làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine tại Donetsk. Những binh sĩ Ukraine chiến đấu ở các khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết họ phần lớn bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Khả năng của Nga trong việc triển khai các cuộc ném bom trên không không ngừng nghỉ đang buộc binh sĩ Ukraine phải rời khỏi một số vị trí kiên cố nhất. Ukraine hy vọng rằng cuộc tấn công Kursk sẽ buộc Nga phải triển khai nhiều lực lượng hơn để bảo vệ khu vực này, do đó làm giảm bớt áp lực đối với họ ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy Nga giảm tần suất chiến đấu ở miền đông Ukraine. Trái lại, Moscow lại tấn công dữ dội hơn vào các thị trấn như Torez.
Một số nhà quan sát cho rằng cả Nga và Ukraine đều đang áp dụng chiến lược đánh và phản đòn. Sau hơn 2 năm giao tranh ác liệt, hai nước đều cho rằng đối thủ của họ sẽ bị kéo căng trên nhiều mặt trận và dễ gánh thương vong nặng nề hơn. Thưa quý vị, tờ Pravda của Ukraine ngày 27 tháng 8 đưa tin, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, Ukraine đã bắt giữ 594 binh lính Nga và kiểm soát hơn 100 khu định cư, tương đương 1.294 km2. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky phát biểu trong diễn đàn các nguyên thủ quốc gia vào ngày 27 tháng 8 cho biết, tính đến hôm nay, chúng tôi đã kiểm soát được 1.294 km2 lãnh thổ, tương đương 100 khu định cư của Nga. Chúng tôi cũng đã bổ sung đáng kể quỹ trao đổi gồm 594 quân nhân của lực lượng vũ trang Nga đã bị bắt làm tù binh trên mặt trận này. Ông Syrsky nhắc lại rằng một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là chuyển hướng lực lượng đáng kể của Nga khỏi các mặt trận khác, đặc biệt là từ Pokrov và Kurakhove. Vị tư lệnh cho biết, hiện tại chúng tôi có thể khẳng định rằng có khoảng 30.000 quân nhân Nga đã được tái triển khai tới mặt trận Kursk và con số này đang tăng lên. Tuy nhiên, ông Syrsky cũng thừa nhận quân đội Nga đang cố gắng rút các đơn vị khỏi các mặt trận khác, nhưng đang tăng cường nỗ lực ở mặt trận Pokrov. Chiến dịch ở tỉnh Kursk bắt đầu vào ngày 6 tháng 8. Vào ngày 10 tháng 8, ngày thứ 5 của cuộc tấn công sâu vào nước Nga của quân đội Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng Ukraine đã đưa chiến tranh vào lãnh thổ Nga. Vào ngày 13 tháng 8, Tổng tư lệnh Syrsky thông báo với ông Zelensky rằng lực lượng phòng thủ của Ukraine đã kiểm soát 74 khu định cư ở Kursk Oblast của Nga. Vào chiều ngày 15 tháng 8, ông Syrsky cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến lên tới 1,5 km trên một số trục ở Kursk Oblast kể từ đầu ngày và kiểm soát 82 khu định cư ở Nga. Vào ngày 15 tháng 8, nguồn tin của tờ Ukrainska Pravda thuộc cơ quan an ninh Ukraine đưa tin rằng một ngày trước đó, lực lượng đặc nhiệm đã bắt giữ 102 binh sĩ Nga tại Kursk. Lực lượng không quân tấn công của Ukraine đã chia sẻ cảnh quay những giờ đầu tiên của chiến dịch tại Kursk Oblast của Nga. Đoạn video cho thấy hoạt động giả phá bom mìn, xâm phạm biên giới, phá hủy các tuyến phòng thủ của Nga, các hoạt động trên không và pháo binh và tù binh chiến tranh. Sau đó, lữ đoàn không quân tấn công số 80 của lực lượng vũ trang Ukraine đã chia sẻ cảnh quay từ những giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự tại Kursk của Nga. Quân đội đã phá vỡ tuyến phòng thủ, phá hủy một trạm kiểm soát biên giới và bắt giữ hơn 50 tù nhân. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!